Kính chào quý vị. Trong video này, Trung tâm Dinh dưỡng Lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn quy trình chế biến súp nghiền cho người bệnh mắc rối loạn chức năng nuốt. Vậy, rối loạn nuốt là gì và mục đích để nấu chế độ ăn này là gì? Rối loạn nuốt là một quá trình phức tạp do vấn đề của hệ thần kinh và hệ cơ, là trạng thái mà người bệnh phải gắng sức hơn và mất thời gian hơn so với người bình thường khỏe mạnh trong quá trình nhai và nuốt. Biến chứng nguy hiểm nhất của rối loạn nuốt đó là thức ăn đi lạc vào đường thở, còn gọi là hít sặc hoặc hít sặc thầm lặng, dẫn đến viêm phổi, thậm chí tử vong. Mục đích của nấu chế độ ăn này là để phòng sặc cả 3 giai đoạn trong quá trình nuốt. Phòng sặc trước khi nuốt. Sặc do thức ăn đi vào sớm khi nắp thanh môn chưa kịp đóng vào che khít đường thở, do vậy phải tạo độ đặc để làm chậm tốc độ di chuyển của khối chất lỏng. Phòng sặc trong khi nuốt bằng cách nhai thức ăn, nước bọt trong khoang miệng tạo thành viên thức ăn cùng với bột tạo đặc sẽ giúp thức ăn không bị phân tách và nhu động của thực quản vận chuyển thức ăn xuống dạ dày. Phòng sặc sau khi nuốt là làm cho thức ăn không dễ bám dính ở trong miệng, làm giảm cái tồn đọng của thức ăn sau khi nuốt. Sau đây là thực đơn súp bí đỏ thịt nạc xay nhuyễn sốt bơ, thực đơn giai đoạn 2A của Trung tâm Dinh dưỡng Lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai. Quý vị lưu ý, ở người bệnh đột quỵ não hoặc giảm độ tỉnh táo, tất cả thức ăn, đồ uống đưa vào đường miệng cần được sàng lọc và đánh giá bởi nhân viên y tế có chuyên môn. Sau đây là thực đơn súp bí đỏ thịt nạc xay nhuyễn sốt bơ, giai đoạn 2A của Trung tâm Dinh dưỡng Lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai. Thực phẩm có sử dụng chất tạo đặc để tạo kết cấu thực phẩm và đạt được hiệu quả phòng chống sặc như mong muốn. Chất tạo đặc này là một loại thực phẩm dạng bột được trộn thêm vào thức ăn, đồ uống để tạo được độ đặc phù hợp ở mọi nhiệt độ, giúp dễ nuốt thức ăn hơn. Thực phẩm cho một suất ăn 300ml bao gồm bí đỏ 250g, thịt nạc xay 50g, bơ 10g, tỏi băm 5g, whipping cream 50ml, muối ăn 1g và quan trọng nhất đó là chất làm đặc 3g trong 300ml. Chế độ ăn này có thể dùng để tập nuốt, tập nhai cho người bệnh gặp vấn đề khó khăn về nhai nuốt hoặc người bệnh mới được rút ống thông cần được tập ăn trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu món ăn súp bí đỏ thịt nạc xay nhuyễn súp bơ các bạn nhé. Đầu tiên ta đổ 250g bí đỏ vào nồi. Sau đó đổ nước ngập. Các bạn có thể hấp chín, miễn làm sao để cho bí thật nhừ, bở tơi. Sau khi sôi khoảng 5 đến 10 phút, các bạn dùng đũa, các bạn có thể kẹp nhẹ thực phẩm bở tơi là đạt yêu cầu. Sau đó chúng ta vớt thực phẩm cho ra giá, bỏ nước đi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xào thịt với cả thịt nạc và bơ. Các bạn sẽ phi thơm bơ và tỏi. Sau khi bơ và tỏi vàng thì chúng ta sẽ đổ thịt vào xào. Chúng ta có thể cho một ít nước bí ngô trong quá trình chúng ta xào để cho chín thịt. Sau khi thịt chín mềm thì cho ta nêm 1g muối. Sau khi thịt chín mềm, các bạn có thể có một chút nước cũng được để cho thịt nó chín mềm. Thì chúng ta sẽ cho thịt cùng với cả bí ngô vào trong cối, chúng ta xay thật nhuyễn. Chúng ta sẽ cho thịt và bí ngô
và xay. Các bạn nhớ rằng khi mà chúng ta xay, nhấn cối xay và khi xay thì để đạt được yêu cầu là khi chúng ta miết tay không còn gợn. Sau khi mà độ thực phẩm đã đạt độ nhuyễn đạt yêu cầu, chúng ta rắc đều 3 gam chất làm đặc vào. Mục tiêu là chúng ta trộn lẫn để xay cho đều. Và cuối cùng là hoàn thiện sản phẩm, chúng ta cho vào đun lại. Trong quá trình nấu thì các bạn để ý là khi nếu như mà độ đặc chưa được mong muốn thì chúng ta có thể chế thêm một chút nước cho đặc sánh, chứ tránh để tình trạng quá đặc. Chúng ta có thể để một chút nước bí ngô luộc ở ngoài để chúng ta chế, làm sao khi chúng ta ngoáy đạt được cái độ mềm và độ nhuyễn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành món ăn và chúng ta đổ ra bát để trình bày món ăn. Vậy là ta đã hoàn thành một suất ăn 300ml súp bí đỏ thịt nạc xay nhuyễn giai đoạn 2A cho người bệnh tập nuốt. Giá trị dinh dưỡng của thực đơn bao gồm năng lượng là 269 kcal, protein 11g, lipid 17g và glucid 16g. Mô tả độ đặc của món ăn này, chúng ta có 3 cách sử dụng đũa, thìa, dĩa để thử độ đặc của món ăn. Đầu tiên, chúng ta thử bằng đũa thì đũa không gắp được độ đặc này. Chúng ta thử bằng thìa. Khi xúc miếng thức ăn sẽ thành khối. Khi nghiêng thìa, thức ăn sẽ chảy ra ngoài, không dính vào thìa thành khối. Thử độ đặc của thức ăn bằng dĩa, thức ăn không chảy qua khe dĩa 2mm. Một số loại thức ăn có thể phù hợp với độ đặc này, ví dụ xoài chín, chuối chín, đu đủ chín, các loại nước sốt, kem. Các bạn có thể phối hợp thêm chất làm đặc, trộn đều và xay nhuyễn, sau đó sử dụng để làm tập nuốt, tập ăn cho bệnh nhân thì rất là phù hợp với cả cái độ đặc này. Trên đây tôi đã giới thiệu đến quý vị thực đơn súp bí đỏ thịt nạc xay nhuyễn sốt bơ giai đoạn 2A cho người bệnh rối loạn chức năng nuốt tại Bệnh viện Bạch Mai. Kính chúc quý vị thành công với món ăn này. Chương trình được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác dự án Tenkai của Bệnh viện Bạch Mai với Trung tâm Y tế Quốc tế Toàn cầu Nhật Bản NCGM. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video clip hướng dẫn món ăn tiếp theo.